Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các nội dung chính trong khóa học Kế toán Tổng hợp, Dịch vụ Tư vấn và Thiết kế Xây dựng. Trong các khóa học của Trung tâm Kế toán Việt Hưng sẽ được chia làm 3 nội dung chính, bao gồm các nội dung liên quan đến đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và nội dung liên quan đến cuối kỳ. Ở nội dung đầu kỳ sẽ được đi tìm hiểu việc bàn giao sổ sách kế toán của kế toán cũ để nắm được các số liệu cũng như quy trình của một công ty. Nội dung thứ hai là sẽ đi vào tìm hiểu lần lượt các chứng từ thực tế trong năm tài chính, bao gồm các hóa đơn chứng từ và các mẫu hợp đồng hướng dẫn cách hạch toán và phân loại chi phí đầu vào để tạo nên giá vốn dịch vụ tư vấn thiết kế. Hướng dẫn việc hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến mua tài sản cố định, hồ sơ và cách hạch toán. Hướng dẫn cách hạch toán các chi phí liên quan đến bao gồm chi phí tiền thuê văn phòng, chi phí văn phòng phẩm, tiền điện, tiền nước, công cụ, tài sản và chi phí quảng cáo. Lập kỳ tính giá thành của mảng dịch vụ, tính giá thành của các mã dịch vụ tư vấn. Thiết lập bảng lương, lương của bộ phận văn phòng và lương của kỹ sư để tính vào giá vốn và phân bổ chi phí. Và nội dung thứ ba là liên quan đến cuối kỳ. Hàng tháng, hàng quý thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc khai báo và nộp các khoản thuế nào. Hướng dẫn chúng ta cách lên báo cáo tài chính, kiểm tra các tỷ trọng trong báo cáo tài chính và cân đối số liệu trước khi nộp. Sổ sách kế toán cần phải in những gì để lưu nội bộ và sắp xếp lưu giữ các chứng từ hóa đơn, làm sao cho hợp lý. Hướng dẫn thực hiện việc lập bảng kê mua vào bán ra lên tờ khai. Hướng dẫn cách kiểm tra đối với trường hợp lên sai tờ khai, kiểm tra đối chiếu và điều chỉnh thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Hướng dẫn cách hạch toán giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng, nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế môn bài. Liên quan đến các khoản nộp phạt, nộp chậm, nộp phạt thuế sau kỳ thanh tra quyết toán thuế. Và hướng dẫn kiểm tra công nợ đối với công nợ phải thu và công nợ phải trả, kinh nghiệm thực hiện việc xử lý các công nợ đó. Và thực hiện kiểm tra đối chiếu giá thành, đối chiếu doanh thu so với giá vốn. Và ở báo cáo tài chính sẽ hướng dẫn cân đối các chỉ tiêu để lên được một báo cáo tài chính mới hoàn chỉnh. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp, bao gồm các khóa liên quan đến tự học, học tại trung tâm, lớp học nhóm online và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên trang web riêng của ketoanviethung.com. Có thể nghe và xem lại kiến thức bất cứ lúc nào. Giáo trình sẽ luôn được cập nhật mới theo luật thuế hiện hành. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web riêng ketoanviethung.com. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.